cô xin chào huy anh cô vừa nghe bài của con và cô có một vài những cái lưu ý như thế này cho con để bài hôm nay của con sẽ hoàn thiện và tốt hơn nữa nhé thứ nhất là về nguyên âm đơn thì cô thấy rằng là con đã có cố gắng và làm tốt các phần nguyên âm đơn này tuy nhiên là có một số những cái lưu ý nhỏ nhỏ như thế này cô cần chỉnh lại cho con này thứ nhất là nguyên âm ơ nguyên âm ơ này thì về khẩu hình miệng ấy, thì con chú ý là hai răng sẽ xít lại và làm lại khẩu hình miệng vuông tròn đây ơ ừ. lưỡi con cong lên hàm trên và phát âm dâm ơ đây hai răng xít lại này làm khẩu hình miệng vuông tròn ơ ừ. ơ ừ. trong khi cô thấy rằng là con chưa khít răng và uh, con vẫn phát âm ơ bình thường ơ ừ. con vẫn đang làm ơ ơ ừ. nó con chưa 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 làm rõ khẩu hình miệng của âm ơ thứ hai là âm a ngắn thì cô thấy rằng là âm a ngắn con phát âm âm a bình thường nhưng con đang thêm dấu sắc cho âm này a a a con đang á á con đang thêm dấu sắc cho âm a này nhá âm a ngắn đó. thì con lưu ý cái âm thứ ba cô muốn góp ý cho con đó là uh, nguyên âm e bướm thì khẩu hình miệng con nó cố gắng làm tốt khẩu hình miệng rồi nhưng cái âm em bướm này thì con đọc cần đọc dứt khoát cả dứt khoát lên con đọc ngắn này nhanh mạnh và dứt khoát không con không kéo dài cái âm em bướm này ra e e à à đó về lưu ý thứ hai đó là về nguyên âm đôi thì như cô nói rồi đấy là nguyên âm đôi thì các âm phải giữ có ba cái nguyên tắc khi đọc nguyên âm đôi đó là nguyên tắc thứ nhất là độ dài của âm thứ nhất thì gấp đôi độ dài của âm thứ hai và nguyên tắc thứ hai đó là nguyên tắc là chúng ta thêm dấu sắc vào âm thứ nhất thêm dấu huyền vào âm thứ hai và nguyên tắc thứ ba đó là chúng ta cần phải đảm bảo liên kết giữa hai âm với nhau và khẩu hình miệng thì giữ nguyên âm cuối Thế vậy thì ở đây các bạn à, em con chú ý là à, cô thấy rằng là cái nguyên âm ơ tất cả những nguyên âm đôi có kết thúc bằng bằng nguyên âm ơ thì con làm con chưa giữ khẩu hình miệng nguyên âm ơ đó ví dụ i l đó l đó rồi là các nguyên âm thì con cần làm chắc nguyên âm đơn trước đã thì khi mà quyết chuyển sang nguyên âm đôi thì con sẽ làm tốt hơn ví dụ nguyên âm ori ai ai or ai đó và cái nguyên âm Ái thì cô thấy con chưa đọc nguyên âm này thì con trong bài ngày hôm nay con quay lại thì con sẽ tối nay con quay lại bài bài ngày hôm nay thì con sẽ đọc lại phần nguyên âm Ái và luyện thêm nhá à. ai 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 đó thì đó là một vài những cái uh, lưu ý những cái chỉnh của cô cho bài ngày hôm qua của con thì hôm nay là um, con sẽ nghe và xem lại kỹ cái video hướng dẫn của cô Phượng um, dựa trên những cái chỉnh sửa của cô lưu ý của cô thì con sẽ hoàn thiện ngày càng tốt hơn bài của mình nha rồi cô chào con và cô chúc con học tốt nhá.